nhân dịp Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5 đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm và tặng quà cho các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến thăm gia đình hai nữ anh hùng Phạm Thị Thao, quận Cẩm Lệ là thương binh 3 trên 4 và Trần Thị Chính, thương binh 1 trên 4 tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và đoàn đã ân cường thăm hỏi sức khỏe, và trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các nữ anh hùng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại buổi thăm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn các cấp các ngành và địa phương tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhân nguồn, đền ơn đáp nghĩa và khẳng định Đảng, chính quyền và nhân dân sẽ luôn thực hiện tốt việc chăm lo cho thương binh, gia đình, thân dân liệt sĩ, người có công với cách mạng, những người đã không tiếc sương máu và hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.